vào 6 giờ sáng ngày 24 tháng 3, đội quản lý thị trường số 6 phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông công an thành phố Uông Bí phát hiện và bắt giữ ô tô biển kiểm soát 14C14369 do lái xe kiêm chủ hàng là Nguyễn Quang Tĩnh, sinh năm 1974, trú tại xã Thụy Lương, Thái Thụy, Thái Bình điều khiển. Trên xe có chở 600 kg hoa quả nhập lậu từ Trung Quốc, gồm 300 kg cam bổ, 100 kg táo, 200 kg lê trị giá 9 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe kiêm chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính Nguyễn Quang Tĩnh 4 triệu đồng, đồng thời tịch thu và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số hoa quả nhập lậu theo quy định của pháp luật.